Ngày 3 tháng 2 năm 2024, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Hành trình mùa xuân, đưa sinh viên, người lao động về quê đón Tết và họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà Xuân Giáp Thìn 2024 tại quảng trường cột mốc Trường Sa, ký túc xá khu B. Hoạt động do Ban công tác sinh viên, Ban cán sự đoàn và Trung tâm quản lý ký túc xá chủ trì thực hiện. Ban tổ chức đã chuẩn bị các chuyến xe miễn phí, đưa 6 cán bộ là giảng viên, viên chức, người lao động cùng 225 sinh viên về quê đón Tết. Những sinh viên tham gia chương trình đến từ các trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và một số bạn đến từ các trường đại học cao đẳng bên ngoài đang nội trú tại ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể các bạn cũng không phải là những người khó khăn nhất, nhưng mà tôi muốn là tôi biết rằng là có một số bạn sẽ không thể mua được những cái vé xe như vậy, nên tôi có trao đổi với ban cán sự đoàn, ban công tác sinh viên của ký túc xá, thì tôi muốn là làm sao đó để mà có một cái giải pháp để hỗ trợ cho các bạn. Thì đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta có cái buổi họp ở đây. Sau một khoảng thời gian được học tập mà rất nhớ nhà, mà em đã báo tin về với mẹ khi mà có được cái tấm vé xe về. Cho tấm cái vé này thì phải đăng ký qua một khoảng thời gian để mà được ban tổ chức xét duyệt. Và khi mà em được sự đồng ý của ban tổ chức thì em cảm thấy rất là vui và rất là hào hức để chờ tới ngày này. Trong cái khoảng thời gian này để có một vé xe đi về thì cũng khá là khó. Và từ hôm qua tới giờ em được nhận rất là nhiều sự quan tâm từ chị trưởng nhà nè, các anh chị trong hỗ trợ em đi về thì và người thân nữa dặn em là hai điều, một là ngủ sớm và hai là dậy sớm. Và em chỉ làm được một điều thôi, đó chính là dậy thật sớm, bởi vì từ tối hôm qua tới giờ em chắc là không có ngủ được nhiều. Và cảm xúc của em bây giờ rất là vui vì mình sắp lên xe và hành trình của chúng ta chuẩn bị lăn bánh ạ. Các chuyến xe sẽ đi qua 17 tỉnh thành với hai lộ trình di chuyển chính đi qua các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Ngoài ra, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng tặng vé xe cho 12 sinh viên về các tỉnh Kon Tum, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Cái phần hỗ trợ này giá trị nó không lớn, nhưng mình hỗ trợ trên cả một hành trình. Tức là kết nối trước với gia đình. Ví dụ như đến đó thì cái giờ xe đến là ước chừng giờ nào, thì cái nhóm các em sẽ xuống đó. Thì xuống đâu? Xuống chỗ ủy ban xã hay là xuống ở chỗ nào? Trên đường đi đó thì mình lo ăn uống là an toàn. Nãy mình cũng lên xe mình dặn các em là giống như thầy Quân nói sáng nay, có thể các em chưa biết đâu hết, nhưng mà trên chuyến xe này thì các em kết nối với nhau, giữ an toàn và trở lại sau Tết. Cũng trong chương trình, ban tổ chức đã gặp mặt, động viên và tặng quà cho 225 sinh viên đón Tết xa nhà, trong đó có 81 sinh viên nội trú tại ký túc xá, để các bạn không cảm thấy cô đơn những ngày Tết đến xuân về nơi thị thành.